Vâng, 23 Tuấn chỉ biết nói câu là đôi này nó là sự mơ ước của nhiều bác. À, đôi này là đôi LK4100. Các bác nhìn này, em quay ở điện thoại thì nó rất là bé, nhưng ở ngoài nó rất khá là to ạ. Bác nhìn ở điện thoại, em nhìn bác nhìn nhé, cái đường kính chiều ngang này chỉ tầm khoảng độ chưa được 30 thôi, nhưng ở ngoài nó to lắm. Nó to lắm thì không phải là nói để phóng đại lên là nhiều, nhưng ở ngoài nhìn 10, ở trong điện thoại các bác nhìn nó chỉ còn khoảng độ 7 thôi nhé, 6 đến 7 thôi. Do vậy là nhiều lúc là cái máy quay này nó tự nhiên nó thu cái tiêu cự nhỏ lại đấy. Kích thước chiều ngang này nó gần 40 các bạn nhé, nó tầm 36 là 36. Em mở loa cho bác nhìn nó chất ở đâu đây, tôi cứ nói nhìn y căng các bác không biết nhé. Thì tại sao lại mơ ước của nhiều bác đây ạ? À, con nhìn thấy mơ ước của nhiều bác chưa? Hai con bát 25, nhưng nhìn ở trong thì cứ cảm giác như kiểu bát 20 đúng không? Nhưng đây là hai bát 25 nhé. Đây cái viền của nó ở đây này, nó bởi vì nó lắp từ trong ra mà. Còn đây là mới hở tí gân thôi. Hai con bát 25. Dưới này, có nhìn chưa? Một con bát thật này. Bát này đánh súp này. Con này giải này. Lại còn một con chung toàn giải. Bổ dục một con chung này nữa. Ôi cha mẹ ơi. Đây ạ. À, được chưa? Giá của em nói em sẽ dán trên tiêu đề cho các bác. Bác nhìn giá ở tiêu đề luôn cho nó nhanh. Không nhiều lúc là có nhiều bác báo giá mãi các bác xem đến lúc có giá nó không rõ. Bác nhìn chưa? Quá khủng luôn. Một thùng hai bát 25, một bát đầu bầu dục 20. Này. Nó bảo rồi là nó là niềm mơ ước của nhiều bác. Em nó là niềm mơ ước của nhiều bác ạ. Em chỉ tức nhất cái là em quay vào đây nhìn. Còn đây, đây là nó ngược sáng này. Nó không ngược sáng các bác nhìn đây, đẹp chưa? Đấy, em quay ngược chiều ánh nắng mặt trời nên là như các bác nhìn. Thùng vách này, chiều ngang này gần 40 nhá, tầm 36, 38. Chiều sâu này 30 này. Chiều sâu 30. Chiều cao thế nào? 1, 2, 3, chiều cao nó tầm 65 đến 66. Đây, thương hiệu của em đây, Helix Acoustic. Helix Acoustic. GmbH cái quái gì đây? LK4100. Ok chưa? In game money. Khỏi phải nói nhé, nhé. Khỏi cần hỏi em nó chất hay không chất nữa. Không biết nó chất hay không chất, nhưng mà các bác xem là đã ngất rồi. Dòng này thì báo cáo các bác là nghe nghe nhạc thì đúng là phê tái tê luôn. Chấm hết luôn. Này, nó đứt mất này. Con trên là gân vải tầm dầu, con dưới là gân cao su. Đây bác nhìn chi tiết cả hai con cho em nhé, quay chi tiết rõ ràng cho bác luôn cả hai con. Đấy bác con này và bác con bên này, nhìn chưa, nhìn là chỉ biết mê thôi. Em cố tình quay thật chậm cho bác nhìn chi tiết hộ em đi, em với bác cùng đi soi nhé. Em với các bác cùng đi soi luôn. Đây con bầu dục đẹp chưa? Ôi rồi ôi, một loa này 4-5 thân thùng, lại còn con loa chung với bầu dục, lại còn toàn giải nữa này. Chấm hết. Riêng đôi loa này thì không có điểm nào để cho các bác trừ. Riêng đôi loa này không có điểm nào để cho bác trừ. Chỉ có cái điểm là các bác cho em Tuấn thêm tiền thì cho đây. Đôi này chỉ cho thêm tiền thôi, đừng có trừ. Đôi này vẫn còn trừ tiền thì đúng là bó tay. Đôi này cứ đi tìm để soi, em vẫn quay thật chậm để em với các bác cùng soi mà, hàng ngày em vẫn giới thiệu loa vậy mà, soi vỡ sứt thế có vấn đề gì báo luôn cho nó dễ, bán online nó cần rõ ràng chứ không cứ mà mờ vỗ vai nhau là mất việc lắm, mất tình cảm, mất thời gian. Tính em thì hay thẳng, em không thích nịnh bợ, bán hàng nó phải rõ ràng như thế này. Nịnh nịnh mãi rồi đến lúc về hàng nó xấu coi như đấm mặt nhau chán. Em bác nhìn em quay loa không bao giờ đây, toàn cách nhé, một găng tay được chưa? Nhưng mà các bác khác giới thiệu loa thì cứ thế này này. Em đố bác là biết được vỡ sứt ở đâu đấy. Em đố các bác đấy, em chỉ cần đặt như này, không bao giờ nhìn thấy. Nhưng mà đây, nên là kênh của em thích. Em tiếp tục giới thiệu đến các bác một siêu phẩm. Trước mắt quý vị đây là đôi loa Heiko, Heiko đến từ Đức.
tất cả những dòng loa hay là các thiết bị hay đồ dùng từ những chiếc xe, những sản phẩm từ của đất nước Đức sản xuất ra thì em báo cáo các bác là hầu như họ sản xuất ra cái độ bền của nó, em nghĩ là để nó học nó chắc hết đời mình mất. Mà nhìn con này Ekan thì còn cực kỳ đẹp, tất cả Ekan loa Đức hầu như là này bằng nhôm bằng thép hết. Đây em cậy nhé, đấy cậy cho bác nhìn, bác nhìn kỹ nha, phía trước nha, sau đó để em đẹp con keng này, con này em đã để lộn mất này, nóc ở phía dưới này đấy. Đấy, xung quanh đây này ép này, có nhìn chưa, quá đẹp luôn, tất cả xung quanh là nó ép đều, ép nỉ hết nhé. Nếu mà các bác là nhìn thấy cái nỉ này chẳng qua nó là băng dính hai mặt đấy, nó mòn quá thì bác ép thêm vào để cho cái chất bát nó đập vào đây nó khỏi bị, nó khỏi có tiếng kêu phành cái gì đâu. À, con loa bát loa Đức này mình tính theo chiều đường kính, con này để chiều vuông, con này bát tầm à, gần xích xoát 20, 19, 18 ấy. Loa Đức thì khỏi phải hỏi chất hay không chất, gân còn nguyên ạ, gân còn đẹp cho bác. Tất cả hàng loa này em vừa bóc, có nhìn này em vừa bóc này, em bóc lên đôi em quay lấy cho bác chứ em không thèm lau, em chưa lau dọn một cái gì đâu ạ, còn nếu mà đã lau dọn thì nó còn đẹp nữa, nhưng không lau cứ để như này cho bác nhìn cho thích. Bác nào đã chơi đồ vãi thì các bác sẽ biết chất, chứ còn em mà lau dọn đi thì nó chỉ lòe mắt các bác thôi, chả giải quyết cái gì cả, lòe mắt thôi. Kích thước chiều ngang của thùng nó tầm 25, 24, 25 chiều ngang này, chiều cao này 40, chiều cao 40, à, chiều sâu của thùng nó tầm 18 đến 19. Đây là đôi loa Heiko có mức giá là 5 triệu 9. Các bác mà đã nghe loa châu Âu, loa Đức, loa Pháp, loa Anh gì thì chắc nghe là không thể nhỉ, không thể đổi sang loa khác nữa. Và những dòng loa này thì bác có thể ghép âm ly, có em có rất nhiều âm ly, kể cả âm ly cao cấp cho nó cũng có, mà âm ly tầm bình dân cho nó cũng có để nghe cho các bác, nên là các bác yên tâm, bác nào cần ghép thì em ghép cho, bởi vì đa số dòng loa Đức này đều trở kháng 4 ohm, nhiều lắm, đa số là trở kháng 4 ohm, có một số hãng họ sản xuất ra cái giải để từ 4 đến 8 ohm cho bác thỉnh thoảng thôi, còn đa số 4 ohm. À đây, đã cắm thì đã chuyển ra bắp chuối cho bác rồi, bắp chuối bác rồi. À đây là đôi loa Đức Heiko HS200, hàng made in Germany, made in của Đức, made in Đức trên ngay cái gì, Heiko chỉ có Đức cái gì đấy, công suất 80W, 50 80W. À con này chở khá, bác sướng, các bác sướng nhá, 4 cộng 8 ôm và đang là 4 ôm đây, Germany, nhưng mà có 4 cộng 8 ôm, ok chưa ạ. Thùng vách đằng sau rất là đẹp rồi. Đối với những mặt hàng của Đức thì báo cáo các bác là họ thiết kế thì cực kỳ đẹp rồi, không cần nghĩ rồi, đẹp chất. Tóm lại là nhìn nó như kiểu là những cỗ xe tăng, thiết kế cục mịch chắc chắn, cảm giác như kiểu là mua một lần dùng mãi mãi không bao giờ hỏng. Thiết kế với ba way, một bát, một chung, một tép, hai tép chung đom, tép đom. Đây, để em úp nó vào cho bác nhìn cho nó lại như lần nữa cho bác, để em kết thúc cái clip này. Mức giá 5 triệu 9 ạ. Các bác cứ tham khảo giá thoải mái đi. Bây giờ các bác có đi mua cái đôi loa Nhật phèn phèn các bác cũng mất 4 5 triệu. Đôi loa Nhật cái kiểu này bác cũng mất 3 4 triệu trở lên chứ đừng nói Đức, Pháp, Anh, Mỹ. Được chưa ạ? Con này đúng ra là em phải lật nó quay lại đấy. Nên là cái căng nằm dưới này, kệ này. Cái logo Heiko này. Logo Heiko. Đẹp xuất sắc cho các bác luôn, màu đen. Có lại cái màu này nó chỉ một phần này, các bác nào đã kết con này rồi thì thích cái màu nào thì nó ra màu đấy được, bởi vì bây giờ công nghệ bây giờ họ bọc, họ ốp, họ dán thì nó quá